Sau ngày hôm đó em bỏ anh đi và về nơi yên bình nhất, nơi góc phố còn chỉ mình anh bước. Sau giờ đã hóa thành người dân, mình đã từng bước chín đoạn đường dài. Sau giờ duyên tình có ngã rẽ, mình đã từng hứa sẽ với nhau trọn đời dù có thế nào cũng chở che. Em sẽ không xa dù ngày mấy đó, khoảng cách không xa cũng chẳng gặn, có nhau là được dù có thế nào, em chỉ cần anh không hối hận. Nhưng rồi thì sao, em có làm được không hay chỉ cần làm anh đau thất? Đối diện thực tại thì hoàn toàn lại khác, cái gì là em không hối hận? Những lời nói dối mà anh lại tin chắc vì lúc đó anh ngốc thật, cứ đâm đầu vào một tình yêu ảo. Nhưng anh đâu ngờ tim buốt thắt, để rồi hôm nay khi người quay bước thì trái tim này nói lại đau. Nếu như có thể thì cho anh hỏi lại, do duyên trời hay tại sao? Tại sao ông trời lại gieo trái đắng, anh chấp nhận thua là lẽ thường. Còn riêng về em, giờ ta có hạnh phúc thì anh chấp nhận lập kẻ nhường, nhường được em đi về bên người đó nếu như em có được niềm vui. Còn anh đi tay thì phần ổn mà nước mắt đêm nay là đêm cuối. Người về nơi đó nếu như có hạnh phúc thì anh có chút gì em đừng về đây. Cớ sao cười lại thấy lòng nổi dạ, em muốn đi thì anh sẽ muốn vậy. Người muốn đi thì làm sao anh nếu, nếu làm gì khi người chẳng còn yêu. Khóc một lần anh sẽ quên đi hết, thời gian qua anh thương em quá nhiều. Người về nơi đó nếu như có hạnh phúc thì anh có chút gì em đừng về đây. Cớ sao cười lại thấy lòng nổi dạ, em muốn đi thì anh sẽ muốn vậy. Người muốn đi thì làm sao anh nếu, nếu làm gì khi người chẳng còn yêu. Khóc một lần anh sẽ quên đi hết, thời gian qua anh thương em quá nhiều. Khóc một lần rồi cũng sẽ ổn, ngày mai anh sẽ mạnh mẽ thôi. Đoạn đường phía trước còn chắc chở lắm, anh phải bước tiếp một mình rồi. Không còn em nữa, anh hãy sống tốt vẫn là câu nói thật khó quên. Người đi người chờ cùng người ở lại, phải nhận niềm đau em mang đến. Phải chi ngày đó mình biết trân trọng, có lẽ giờ mình trận mắt nhau. Từ ngày em đi cho đến bây giờ thì lòng ngực trái này rất đau. Có khoảng thời gian mình cùng hạnh phúc chỉ trong phút chốc đã tan ra. Cái thằng công nhân một ngày 8 tiếng mỗi tháng anh phải cố tăng ca. Nhưng rồi thì sao có thay đổi được không, khi người mình yêu không giữ được. Người bước cùng ai bao lần ngàn câu hứa và anh không thể nào biết trước. Giả như ngày đó mình không quen biết thì chắc giờ anh cũng không đau. Còn ở nơi đó giờ người cứ hạnh phúc, ừ anh ổn mà anh không sao. Nếu như mai này mình có gặp lại ở trên đường đời, hãy lướt qua và hãy xem như là người đã từng, nói chính xác hơn là người lạ. Cũng tại duyên trời hay tại duyên số hay tại lòng người, biết trách ai, tự trách bản thân đã yêu nhầm người, cuối cùng vẫn là kẻ thất bại. Người về nơi đó đi có hạnh phúc thì anh có chút gì em đừng về đây. Cớ sao người lại thấy lòng đổi dạ, em muốn đi thì sẽ buông vậy. Người muốn đi thì làm sao anh nếu, nếu làm gì khi người chẳng còn yêu. Khóc một lần anh sẽ quên đi hết, thời gian qua anh thương em quá nhiều. Người về nơi đó thì như có hạnh phúc thì anh có chút gì em đừng về đây. Cớ sao người lại thấy lòng đổi dạ, em muốn đi thì sẽ buông vậy. Người muốn đi thì làm sao anh nếu, nếu làm gì khi người chẳng còn yêu. Khóc một lần anh sẽ quên đi hết, thời gian qua anh thương em quá nhiều.